Dạ vâng, xin chào tất cả anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Anh em đang được nghe chất âm của cặp loa Highway, loa Bookshelf kia. Đó, mời anh em thưởng thức. Vừa xong là một đoạn test nhỏ em gửi đến anh em qua cặp loa Bookshelf đấy, loa Highway đấy. Đấy thì như anh em có thể chiêm ngưỡng, đây là một lồng loa, một bát và một chép anh em nhé. Đấy thì rất nhiều anh em có hỏi em là sao lên loa hoài mà không lên cho anh em một cái combo gồm đầy đủ bát, chép và phân tần. Đấy thì hôm nay em cũng không để anh em chờ lâu nữa, em sẽ lên luôn cho anh em một cái combo nhỏ nhỏ thôi, gồm một bát. Đấy, đây em sẽ quay chi tiết cho anh em, gồm một bát này, một chép này và một bộ phân tần bên trong. Thì trong một con loa nó bao gồm cả bát chép, bát trung chép, nhưng mà dòng này là dòng Highway anh em nhé. Bát và trung sẽ kiêm lời và bát luôn, và con chép này sẽ đánh giải cao. Đấy anh em có thể nhìn đây là một cấu hình cho anh em một con bát 16. Bát 16 anh em nhé, bát 16 của Pioneer. Đấy, anh em nếu anh em nào yêu thích cái combo Highway đấy, như em vừa lên xong đấy, thì đây là một cấu hình rất đơn giản, rất dễ lên, rất dễ giống loa mà rất dễ lên thùng anh em nhé. Đấy, một dòng loa bát 16 của Pioneer. Đấy, con này vừa làm chung vừa làm bát luôn anh em nhé, vừa làm lời và vừa làm bát luôn. Anh em có thể vừa nghe chất âm của nó xong. Đấy thì đây là một con bát 16. Đây, hiện tại em sẽ đo luôn cho anh em, đo chi tiết cho anh em luôn cái cấu hình. Đấy, đường kính bát ốc này 16,5. Đấy, gọi là bát 16 nhưng mà cả vành của nó sẽ rơi vào tầm 16,5. Đấy, củ từ đơn. Con này model sản phẩm nó là Pioneer. Đây, Pioneer P8816 anh có thể nhìn. Đấy, độ nhạy này 90 này, trở kháng 8 ohm. Đấy, công suất là 100W. Đấy, gân cao su anh em nhé, gân cao su. Đấy. Đấy, đây là một con bát 16. Giá một cặp công khai là 950.000 anh em nhé, 950.000 một cặp bát 16 của Pioneer. Đấy, còn đây là một cặp chép dom. Như anh em có thể nhìn chép dom nó như thế này. Dom lụa. Cái dòng này chỉ thuần túy nghe nhạc khi anh em muốn nghe nhạc gia đình, anh em nhạc sàn, đấy, nhạc bolero, nhạc vàng hay nhạc trữ tình, thì đây là một cái lựa combo cực kỳ phù hợp cho anh em lên. Đấy, con này là con chép dom 16 anh em nhé. Một cái sản phẩm nó là Pioneer P03S. Đấy, P03S. Đấy, trở kháng và độ nhạy này, trở kháng 8 ohm. Rất dễ phối ghép với tất cả các dòng âm ly anh em nhé. Độ nhạy là 91 này. Đấy, công suất là 100W anh em có thể nhìn. Đấy, model sản phẩm được in chìm luôn trên củ loa. Đấy, củ từ 507 màu anh em nhé. Đấy, từ đơn, vành loa 10. Đây, đo luôn cho anh em để anh em dễ làm thùng. Ví dụ anh em đang có sẵn một cái thùng loa bát 16 hoặc đây, 10 này, đúng 10 luôn nhé. Ví dụ anh em đang có một cái thùng loa bát 16 và chép 10 thì đây là một cái combo cho anh em. Đấy thì loa, lên một con loa thì không đơn thuần chỉ có loa là đủ. Đấy, nhưng ngoài ra anh em cần phải gặp những cặp phân tần như này nữa. Thì đây là một cái phân tần em lên cho anh em. Đây là một cái phân tần Highway. Đấy, anh em có thể nhìn chiếc Highway. Đấy, loa thì có rất nhiều loại loa, loa full đơn, full đôi, hai bát một chép hoặc là một bát một chép. Hoặc là loa ba way thì có cả bát trung chép. Thì đây là một cái cấu hình loa hai một bát và một chép anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn cái trên cái phân tần này, nó một đường bát và một đường chép. Đấy, một đường bát, một đường chép. Đấy, ngoài những cái cấu hình này ra anh em có thể chơi bát 20 cũng được, bát 18 cũng được.
Đấy, nhưng mà đây là một cái hình nghe nhạc gia đình nho nhỏ. Đấy, khoảng diện tích tầm 25 đến 30 mét vuông thì anh em chơi cái cấu hình này là rất phù hợp rồi nhá. Đấy. AB502. Khi anh em lấy bên em sẽ hàn sẵn dây cho anh em luôn. Hàn sẵn dây chờ luôn cho anh em, vì anh em chỉ việc đấu vào loa và cho vào thùng. Bắt vít là xong. Đấy. Bắt vít là xong thôi. Khi có một cái thùng rồi, khi có loa, có phân tần rồi thì rất đơn giản. Kể cả anh em nào chưa biết làm, xem xong video này, em hoặc là chưa hiểu, em cũng có thể gọi điện em trực tiếp video, em hướng dẫn qua video, anh em cũng có thể làm được. Đấy, nhưng mà cặp chép dom như này có giá là 480.000 anh em nhé. 480.000 một cặp chép dom. Đấy, một cặp chép dom đây là gồm hai chiếc này. Đấy, anh em có thể nhìn chữ Pioneer được in chìm luôn trên này. Đấy, 480.000. Cặp bát 16 có giá là 950.000. Đấy, còn cặp phân tần Highway AB503 AB502 có giá là 430.000 anh em nhé. 430.000 một cặp. Đấy, hàn sẵn dây cho anh em. Đấy, input này, bát chép này. Đấy, anh em nào quan tâm về cấu hình này thì liên hệ trực tiếp với em nhá. Liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916. Đấy, một bát một chép như cái cấu hình trên loa đây. Đấy, như cấu hình này đây. Đấy, đây là lên thùng nguyên bản của anh em nhé, lên thùng rồi, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy, một bát một chép. Đấy, thùng loa nguyên bản luôn, đi một vòng cho anh em nhìn luôn. Đấy, thùng loa. Đấy, vừa nghe hai con này anh em nhé. Đấy, nhiều anh em nào ưng cặp này thì liên hệ trực tiếp với em. Ưng cặp này liên hệ trực tiếp với em. Giá chưa đến 5 triệu anh em nhá. Chưa đến 5 triệu. Dưới 5 triệu đồng anh em đã sở hữu cặp loa này rồi nhá, cả bao gồm thùng luôn. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video sau. Đấy, anh em thấy hay cho em xin một like và một đăng ký nhá, để em tiếp tục lên video cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.